Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy toàn bộ tòa nhà ở Dahiye, phía nam thủ đô Beirut của Liban đã đổ sập sau cuộc không kích của Israel. Theo BBC, quân đội Israel trước đó đã cảnh báo cư dân của 24 khu vực ở Liban, trong đó có 14 địa điểm ở thủ đô Beirut, bằng cách họ có kế hoạch tiến hành không kích trong những giờ tới và suốt đêm. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay sẽ nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ cho nhóm vũ trang Hezbollah. Sau đó, một nhóm phóng viên BBC tại Beirut cho hay có 8 cuộc không kích xảy ra ở quận Dahiye, ở phía nam thủ đô, khu vực do Hezbollah kiểm soát. Các phương tiện truyền thông nhà nước Liban cũng đưa tin về một cuộc không kích ở phía đông đất nước. Theo đó, Israel đã tấn công các chi nhánh của Hiệp hội Tài chính Ankat al-Hassan có liên quan tới Hezbollah. Israel cáo buộc ngân hàng bán chính thức tài trợ cho cuộc hoạt động khủng bố của Hezbollah. Theo thông tấn xã Liban NNA, một cuộc không kích của Israel đã xảy ra gần sân bay duy nhất của nước này ở Beirut, song các loại máy bay thương mại vẫn bay qua những đám khói trong các khu vực và sân bay vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, Hezbollah cho hay nhóm này đã bắn khoảng 200 quả rocket về phía bắc Israel. Vụ tấn công gây hư hại, song không có ai bị thương vong. Trước đó cùng ngày, trong ngày 20 tháng 10, lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban UNIFIL đã cáo buộc IDF cố tình phá hủy một tháp quan sát và hàng rào bao quanh một vị trí của cơ quan này tại thị trấn Mawain, miền nam Liban, trên biên giới với Israel. Sự việc diễn ra sau khi những vụ việc tương tự trong những tuần gần đây. Trong một diễn biến khác, Mỹ đã mở một cuộc điều tra về vụ hai tài liệu tình báo bị rò rỉ, trong đó được cho cụ thể về việc Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran trong những ngày tới. Theo Telegram và RT, tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ bao gồm các diễn giải về việc hình ảnh vệ tinh dường như đã được các cơ quan tình báo không gian quốc gia biên soạn và những thông tin phân tích được các vệ tinh do thám của Mỹ và cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thu thập. Những tài liệu được đánh dấu tuyệt mật để ngày 15 và 16 tháng 10 bắt đầu lan truyền trên ứng dụng Telegram vào tối ngày 18 tháng 10. Một tài liệu cho hay Israel tiếp tục chuẩn bị đạn dược và các hoạt động bí mật của máy bay không người lái. Trong khi đó, tài liệu còn lại nêu chi tiết cuộc diễn tập liên quan tới tên lửa đạn đạo và tên lửa không đối đất của không quân Israel. Hai tài liệu tình báo mật của Mỹ đều cho biết những hoạt động trên của Israel là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáp trả Iran. Tài khoản Telegram bị cáo buộc làm rò rỉ các tài liệu trên cho biết những thông tin này ban đầu xuất hiện trong nhóm riêng tư có 7.000 thành viên. Chúng tôi nhắc lại là chúng tôi không có mối liên hệ nào với nguồn tin gốc. Nhân vật tố giác có thể là người của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong một tuyên bố riêng rẽ khác, nhóm Telegram cho hay họ nhận được tài liệu thông qua một nguồn ẩn danh. Nhóm Telegram gồm 7.000 thành viên trên được các nhà báo độc lập điều hành và không kết nối với Iran. Tuy nhiên, họ nói chính phủ Israel là chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và dùng thời gian ở Tehran làm mốc chuẩn. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 19 tháng 10 cho biết Hamas vẫn còn sống và sẽ tồn tại bất chấp sự ra đi của thủ lĩnh Yahya Sinwar trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Sự mất mát của ông ấy chắc chắn sẽ gây đau đớn cho mặt trận kháng chiến chống lại Israel, nhưng nó sẽ không kết thúc chút nào với sự tử đạo của Sinwar, ông Khamenei nói. Trong một tuyên bố, ông nói rằng phong trào Hồi giáo Palestine Hamas vẫn còn sống và sẽ vẫn còn sống. Sinwar là nhân vật sáng chói của sự phản kháng và đấu tranh. Ông Khamenei nói trong một nhận xét đầu tiên về Sinwar, được coi là kẻ chủ mưu của các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel, châm ngòi cho cuộc xung đột ở Gaza kể từ khi ông bị giết hôm thứ Tư vừa qua. Ông ấy là người đã đứng lên với quyết tâm kiên định chống lại kẻ thù tàn ác và hung hãn, đồng thời tát chúng một cách khéo léo và can đảm. Ông Khamenei nói thêm, ông đã để lại cú đòn không thể khắc phục vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 như một di sản của mình trong lịch sử vùng này. Rồi ông đã trỗi dậy trong vinh dự và tự hào trước sự thăng thiên của các vị tử vì đạo. Iran không công nhận Israel, kẻ thù không đội trời chung của mình, đã coi việc ủng hộ chính nghĩa của người Palestine là một trong những trụ cột chính sách đối ngoại của nước này kể từ khi cách mạng Hồi giáo năm 1979. Sinwar là một nhân vật ẩn mình từ rất lâu, đã lên nắm quyền lãnh đạo Hamas sau vụ sát hại thủ lĩnh của tổ chức nước này, Ismail Haniyeh, ở thủ đô Tehran của Iran vào tháng 7. Vụ ám sát được nhiều người đổ lỗi cho Israel. Quốc gia chưa bao giờ đứng ra nhận trách nhiệm những vụ tấn công kiểu này.
thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, được cho là một trong những kẻ chủ mưu tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và là mục tiêu truy nã gắt gao nhất của Israel, đã bị tiêu diệt tại Gaza hôm 16 tháng 10, theo thông báo của quân đội Israel. Vai trò của Sinwar trong hàng ngũ Hamas đã được khẳng định từ lâu khi ông gia nhập tổ chức này vào cuối thập niên 1980 và nhanh chóng thăng tiến. Sinwar là người sáng lập chi nhánh tình báo an ninh nội bộ của Hamas, Majid, nổi tiếng với những hành động bạo lực nhắm vào những đối tượng bị nghi ngờ làm việc cho Israel. Sinwar cũng được nhiều người nhìn nhận là một nhà lãnh đạo chính trị thực dụng. Năm 2007, ông được bầu làm nhà lãnh đạo chính trị của Hamas tại Gaza, đứng đầu cơ quan chính trị của tổ chức này. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với một nhà báo Italy vào năm 2018, Sinwar cho biết nhóm của ông đã sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp chính trị, nói rằng chẳng ai mong muốn một cuộc xung đột mới xảy ra. Xuyên suốt cuộc xung đột, ông đã củng cố vai trò lãnh đạo trong hàng ngũ Hamas, trở thành nhân vật quan trọng nhất của tổ chức. Ảnh hưởng của Sinwar tăng lên sau sự ra đi của các quan chức cấp cao khác của Hamas như Mohammed al-Masiri, được biết đến là Mohammed Diyef, tư lệnh của lực lượng al-Qassam, và Marwan Issa, phó tư lệnh của Daif. Năm 2015, ông bị Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu. Trong những năm gần đây, ông cũng đã bị Anh và Pháp trừng phạt. Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tương tự để bảo vệ Ukraine như sẽ triển khai cho Israel, vì Mỹ đang phải đối mặt với vấn đề ngày càng lớn về cách cung cấp vũ khí cho cả hai cuộc xung đột đang leo thang. Washington là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất thế giới cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nhưng nước này phải đối mặt với cái giá ngày càng đắt khi cũng giúp đỡ Israel ở Trung Đông. Israel được cho là phải đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa, đánh chặn, và Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD để tăng cường khả năng phòng không chống lại Iran. Quốc gia đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào nước này vào ngày 1 tháng 10. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabri Nasai ngày 15 tháng 10 cho biết lý do khiến cho Mỹ không triển khai hệ thống THAAD tới nước láng giềng EU của Ukraine, chẳng hạn như Romania, để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga là vì năng lực khác nhau, cuộc xung đột khác nhau, khu vực khác nhau. Cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Trung Đông Dana Strauss cho biết rằng Washington không thể tiếp tục cung cấp cho Ukraine và Israel cùng tốc độ. Chúng ta đang đạt tới điểm giới hạn, tờ Financial Times đưa tin. Theo dự án chi phí xung đột của Viện Weston về các vấn đề cộng cộng quốc tế thuộc Đại học Rhodes tại Rhodes Island, sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, chi tiêu của Washington cho các hoạt động quân sự của Israel và Mỹ liên quan trong khu vực đã lên tới 22,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là ước tính thận trọng bao gồm 17,9 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ Mỹ đã phê duyệt để hỗ trợ an ninh cho các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và những nơi khác kể từ ngày 7 tháng 10. Một con số được đánh giá là cao hơn đáng kể so với bất kỳ năm nào khác kể từ khi Mỹ bắt đầu viện trợ quân sự cho Israel vào năm 1959. Hải quân Mỹ đã mở rộng các hoạt động phòng thủ và tấn công chống lại phiến quân Houthi ở Yemen, những hành động thù địch của họ một phần liên quan đến cuộc xung đột của Israel ở Gaza. Hoạt động này đã khiến cho ngành thương mại hàng hải thiệt hại thêm 2,1 tỷ đô la Mỹ do phải chuyển hướng tàu thuyền và chi phí bảo hiểm cao. Trong khi đó, Hội đồng quan hệ đối ngoại cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Quốc hội đã thông qua 5 dự luật trị giá khoảng 175 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách và hỗ trợ nhân đạo cũng như vũ khí cho Kiev. Trong hơn 2 năm rưỡi xung đột, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng các hạn chế về vũ khí mà bắt đầu họ lo sẽ làm leo thang xung đột. Hiện cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao tầm xa HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao và bật đèn xanh cho các quốc gia khác cung cấp máy bay F-16. Ứng cử viên phó tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris đã ám chỉ rằng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Kiev sẽ được duy trì nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, trong khi đối thủ của Đảng Cộng hòa của bà là ông Donald Trump đã bày tỏ nghi ngờ về việc liệu khoản viện trợ này có tiếp tục hay không. Mặc dù còn tới hơn 2 tuần nữa mới tới ngày tổng tuyển cử, nhưng đã có gần 9 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm tại nhiều bang, bao gồm các bang chiến trường quan trọng ở Mỹ. Theo số liệu của Trường Đại học Florida, tính tới ngày 17 tháng 10, đã có hơn 8,8 triệu cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tháng 11.
dữ liệu bầu cử cho thấy số lượng cử tri lựa chọn bỏ phiếu sớm đã gia tăng nhanh chóng và lần đầu tiên vượt qua con số người đi bầu cử trong ngày tổng tuyển cử năm 2020. Một số bang ở Mỹ cho phép cử tri bỏ phiếu trắng, vắng mặt, cách bỏ phiếu vào hòm tại một số địa điểm nhất định hoặc bầu cử trực tiếp tại văn phòng bầu cử trước ngày 5 tháng 11. Các bang khác và đặc khu Colombia sẽ có các điểm bỏ phiếu nơi cử tri sử dụng máy bầu cử để bỏ phiếu trong những tuần trước ngày tổng tuyển cử. Các chuyên gia về khoa học chính trị cho rằng, việc bỏ phiếu sớm sẽ giúp giảm thời gian sắp xếp thời gian của ngày tổng tuyển cử và cho phép cử tri có thêm lựa chọn trong việc bỏ phiếu. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump diễn ra khá cân bằng và đầy kịch tính. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, đương kim phó tổng thống Kamala Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình, nhưng khoảng cách vẫn còn đang có xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Kết quả thăm dò công bố hôm qua của Economist phối hợp với YouGov thực hiện, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách 4%, có 51% số người ủng hộ so với 47% số người ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, khoảng 2% số cử tri đã đăng ký cho biết họ chưa quyết định bầu cho ai. Đối với nhóm cử tri độc lập, có 46% ủng hộ bà Harris, 42% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, số người chưa qua quyết định lên đến 12%. Trong các cuộc thăm dò của Morning Consult, ABC, IPSOS, CNN, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách từ 2 đến 4%. Tuy nhiên, động lực chiến thắng của bà Harris dường như đang có tỷ lệ giảm sút khi tỷ lệ người ủng hộ đang có xu hướng giảm dần so với các cuộc thăm dò trước đây. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump dường như đang dần ổn định và có các bước tiến đáng ghi nhận. Trong cuộc thăm dò của Fox News công bố hôm 16 tháng 10, ông Trump đã lấy lại được vị trí dẫn trước bà Harris sau khi để thua trong các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9. Ngoài ra, ông Trump cũng đón nhận các tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris đang có xu hướng giảm dần và ở mức thấp nhất so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trước đây trong nhóm cử tri, ví dụ như người gốc Latin, vốn được xem là căn cứ vững chắc của đảng này. Dự kiến cuộc bầu cử sẽ được quyết định tại 7 bang chiến trường, thậm chí là hẹp hơn, chỉ khoảng 2-3 bang, có thể là Wisconsin, Pennsylvania. Các chuyên gia giới chính trị tại Mỹ cũng nhận định, cuộc bầu cử năm nay được xem là cạnh tranh nhất khi đa số dự báo cuộc chiến dịch tranh cử vẫn ở mức 50-50. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!